Em mới về chiếc Vem sản xuất 2016 tải 8 tạ. Đây, xe tải mà đi như xe con, âm nhạc vũ trường. Đây các bác, giá có 88 triệu thôi ạ. Tội gì phải đi xe máy thù hàng làm cái gì. Đấy, tuyệt vời luôn. Đấy, vừa đi giao hàng vừa nghe nhạc du dương tuyệt vời. Chạy rất là chắc, chạy như xe con ấy. Có điều hòa nhé bác nhé. Hôm nay nó thời tiết nó mát nên em không bật mở kính cho nó mát. Keo chỉ zin, máy zin, sơn zin, lốp mới, đăng kiểm mới. Sản xuất 2016, chạy rất là chắc các bác ạ. Lái một tay thôi. Đấy, không ra nhau lắp gì cả. Đấy, thì như xe con thật là tuyệt vời. Đây xe đây các bác. Đấy, máy zin, sơn zin nhá, cực đẹp, nội thất cực đẹp luôn. Vô lăng này, nó còn zin, nội thất da trần lý, thùng inox. Hả? Đấy, tên tư nhân một chủ từ đầu, thùng inox, thùng inox sáng bóng. Đấy, 88 triệu rồi. Review cho các bác xem. Đấy, đang nào chốt thì liên hệ trực tiếp với em nhé.